Và cũng như trận đấu ở vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam lại một lần nữa gieo sầu cho voi chiến bằng chiến thắng tối thiểu 1-0. Bảo toàn là người bàn duy nhất của trận đấu, qua đó giúp cho U23 Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải đấu này. Chia sẻ của vị huấn luyện viên vừa giành chức vô địch với các học trò xuất sắc. Trước giải thì nhiều gương mặt chưa được nơi mọi biết đến. Qua giải đấu này, dưới bàn tay nhào nặn của ông Đinh Thế Nam, một thông tin không thể vui hơn là bóng đá Việt Nam không chỉ có lứa vừa dự vòng loại U3 châu Á 2022 vừa qua, tạm gọi là lứa U3 xịn. Lứa này sẽ thi đấu chính ở SEA Games mà đã có kế hoạch là bàn bạc với VFF và Hồng Park về những cái tên tiếp theo được bổ sung tới đây, tức là lứa vừa giành chức vô địch U3 Đông Nam Á 2022. Ông cho biết, bổ sung cho SEA Games thì có INE, nhưng cậu ấy áp lực. Ngoài ra thì có anh Việt đá trung vệ và văn cường, đương nhiên là còn bảo toàn và dụng con nho. Còn vài người nữa nhưng đáng tiếc là không tham gia được vì Covid-19 như Đức Hoàng. Còn trên hàng tiền đạo đặc biệt là Văn Tùng và vài cái tên nữa mà thời điểm này chưa thể kể hết được. Khi được hỏi về những khó khăn của U23 Việt Nam tại giải năm nay thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chia sẻ như sau. Khoảnh khắc khó khăn nhất năm nay là chuẩn bị trước mỗi ngày thi đấu. Cứ thêm một ngày thì lại thêm một cầu thủ dương tính Lúc đó thấy họ xách vali đến khách sạn thì tôi cảm thấy rất buồn. Nói chung là cả đoàn đều rất buồn. Chúng tôi chỉ lo cứ mỗi sáng dậy test Covid trước trận không có thêm ai dương tính hay không. Tôi chỉ biết nói với các cầu thủ mạnh khỏe, còn lại là thi đấu cho người hâm mộ. Và quan trọng nhất là phải thi đấu cho bạn mình đang bị dương tính và không được thi đấu. Họ rất muốn thể hiện nhưng không may đã bị dương tính nên chỉ biết động viên các cầu thủ còn lại là cố gắng tập luyện, kể cả là thời gian tập luyện không nhiều, Tôi cũng mừng là các cầu thủ bổ sung sau chuyên môn cũng rất tốt, đáp ứng được yêu cầu đề ra. U23 Việt Nam vẫn chơi tấn công trong hiệp 2 dù đã có lợi thế dẫn bàn. Về điều này thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam giải thích: Bản thân tôi cơ bản là giải đấu này mong muốn được thi đấu thì phải tấn công. Tôi thích tấn công, dĩ nhiên là có thời điểm chúng tôi rất ít người vì Covid nên tôi nhắc dù tấn công nhưng có thời điểm phải chơi chậm và ít kiểm soát bóng. Trận này Thái Lan họ chơi rất tốt, tôi tôn trọng họ. Tôi có tự tin hơn một chút khi có 5 cầu thủ thay người ở trận này. Vì vậy mà tôi có ý tưởng tấn công nhiều hơn. Tôi cũng chia sẻ như vậy. Thái Lan nay cũng thiếu nhiều cầu thủ tốt vì dương tính. Đó cũng là phần nào lợi thế cho chúng ta. Cảm giác của tôi bây giờ là sung sướng. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của tôi đã thi đấu thật tuyệt vời với tinh thần quả cảm và giành thắng lợi. Qua đây tôi cũng cảm ơn người âm mộ Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Thứ hai là những người Việt sống tại Campuchia đã cổ vũ cho chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn VFF các câu lạc bộ đã đóng góp cầu thủ cho chúng tôi. Đây là giải đấu khó khăn với chúng tôi. Còn nhớ là 6 năm trước tại Campuchia thì U16 Việt Nam từng thắng U16 Úc nhưng sau đó lại thua chung kết. Huấn luyện viên Đinh Thiên Nam cho biết, đương nhiên là khoảnh khắc là khác nhau. 6 năm trước lữ U16, chúng tôi dẫn trước 3-1 nhưng sau đó lại thua vào đền. Cảm giác giành huy chương bạc đương nhiên là không bằng giành huy chương vàng sau 6 năm cũng tại Campuchia. Ở giải đấu lớn hơn là U3 thì cảm xúc là khác biệt hơn, sung sướng hơn. 6 năm trước cũng có vui nhưng xen lẫn đôi chút là tiếc nuối. Trong khi đó, huấn luyện viên Garcia của U3 Thái Lan thì phát biểu: "Tôi rất tự hào về cầu thủ. Hôm qua chúng tôi hơi lo vì vài ca có Covid-19, Những ai ra sân ngày hôm nay đã chơi hết sức. Chúng tôi chiến đấu bằng tất cả có thể, không có gì phải hối hận. Các cầu thủ đã gặp thử thách lớn, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm." Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm và giờ đây sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn như U19 hay U23 châu Á hay Asian Cup. Về việc Thái Lan thiếu tiền đạo số 1 Tirasak, ông Garcia giải thích. Ngày hôm nay chúng tôi ra sân với tiền đạo 16 tuổi, do đó chúng tôi có hơi bất lợi. Nhưng điều tốt đẹp là một cầu thủ 16 tuổi chơi một trận cầu đinh đỉnh cao là điều rất tốt cho họ. Tương lai của họ là rất tươi sáng và chúng tôi sẽ hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Bác sĩ người Campuchia giúp một tay Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á. Các bạn thân mến, chủ nhà Campuchia đã chi viện lực lượng cho U23 Việt Nam ngay sát ngày thi đấu với Ba Thái Lan. Trước trận chung kết gặp U23 Thái Lan, chúng ta đón chào sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng, trong đó có đội trưởng Dũng Quang Nho. Tuy nhiên thì thành phần ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam lại thiếu vắng hai bác sĩ. Chiều ngày 26 tháng 2, tức là ngày diễn ra trận chung kết, theo kết quả PCR, hai bác sĩ của U23 Việt Nam vẫn dương tính, vì thế mà nước chủ nhà đã bố trí hai bác sĩ người Campuchia hỗ trợ công tác y tế cho đội u 3 Việt Nam. Trong 90 phút thi đấu, cầu thủ U23 Việt Nam liên tục nằm sân. Người theo dõi trận đấu đã thấy sự nhiệt tình giúp đỡ của hai bác sĩ người Campuchia. Cách đây ít ngày, Campuchia cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho nhóm viện binh từ Việt Nam sang để hội quân đủ để tăng ký thi đấu cho trận gặp Đông Timor. Các cầu thủ được xe của ban tổ chức đón và có xe dẫn đường để nhanh chóng làm các thủ tục hội quân cùng toàn đội đang đóng quân tại Campuchia. Trở lại với trận đấu U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để đưa ngôi vô địch, các chiến binh sao vàng giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Bàn duy nhất được ghi do công của Bảo Toàn, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã đánh đầu lái bóng về góc xa quá tầm với thủ môn của đối phương. Trong một diễn biến khác thì sát giờ thi đấu, Thái Lan bất ngờ đã xuất hiện thêm 6 ca dương tính những tuyển thủ vô địch U23 Đông Nam Á đủ sức chơi cho U23 xịn. Các bạn thân mến, giải U23 Đông Nam Á khép lại trên đất Campuchia, tiếp tục trình làng cho bóng đá Việt Nam nhiều tài năng trẻ hoàn toàn có thể góp sức cùng U23 Việt Nam xịn trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA 31 và tháng 5 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 hay ASEAN vào tháng 9. Như đã biết là vì tính chất của giải đấu không quá đặt nặng thành tích, U23 Việt Nam chỉ mang sang Campuchia một đội hình gồm phần lớn là các cầu thủ từ 19 đến 21 tuổi nhằm tạo điều kiện để cho các em cọ sát, học hỏi thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên thì cũng chính từ giải đấu này, huấn luyện viên Park Seo lại có thêm cơn đau đầu khá dễ chịu về vấn đề nhân sự khi rất nhiều gương mặt thể hiện được phong độ đáng khen ngợi với hai lần giành chiến thắng trước u Thái Lan, lần đầu đoạt danh hiệu vô địch u Đông Nam Á. Dưới đây là 5 cái tên có thể lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thứ nhất là Dụng Quang Nho, so với Quang Thịnh, Dụng Quang Nho là cái tên có tần suất ăn cơm tuyển ở đội tuyển trẻ Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng phải trải qua một quãng thời gian dài xa suốt phong độ cho đến giải U23 Đông Nam Á năm nay, Quang Nho mới thực sự có những bước đột phá trong sự nghiệp của mình. Không vô cớ mà anh được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng bởi thành phần hiện tại, Quang Nho thuộc nhóm cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chi chiến nhất. Ngay trong trận mở màn với U23 Singapore, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh này đã chơi chói sáng với một cú đúp kiến tạo và một bàn thắng cho riêng mình. Thái độ thi đấu cần mẫn, đầy nhiệt huyết và quyết tâm cao độ là những điểm mạnh của cầu thủ quê Phan Thiết này. Ở chung kết với U30 Thái Lan, dụng Quang Nho vừa khỏi COVID-19 đã chơi đầy nỗ lực, lên công về thủ hợp lý giúp cho Việt Nam giành chiến thắng. Thứ hai tiền vệ Trần Bảo Toàn. Chỉ sang Campuchia theo dạng quân chi viện cho đội nhà, xong những gì mà Bảo Toàn thể hiện cho đến thời điểm này đủ để làm hài lòng những người khó tính nhất. Trong trận đấu với U3 Thái Lan, Bảo Toàn là một trong những cái tên chơi xông sáo nhất nơi tuyến tiền vệ của U3 Việt Nam. Pha bóng khiến cho nhiều người ôm đầu tiếc nuối lớn nhất chính là cú sút ở cự ly gần 30m của tiền vệ này đã khiến cho thủ môn đối phương phải bay người hết cỡ mới cứu thua được trong gang tấc. Cần nhớ rằng là tại vòng chung kết U3 châu Á năm 2020, Bảo Toàn là một trong những cái tên hiếm hoi ở lứa sinh năm 2000 được thầy Park tin tưởng đưa vào danh sách dự giải song hành cùng với những người đàn anh như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức. Pha đánh đầu nhẹ bén của Bảo Toàn ở chung kết với U23 Thái Lan là bàn thắng vàng mang về danh hiệu vô địch cho U23 Việt Nam. Thủ môn Đặng Tuấn Hưng, thủ thành thuộc biên chế của câu lạc bộ Đà Nẵng, ban đầu chỉ là sự lựa chọn thứ ba của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Song những người đồng đội như ini hay Xuân Hoàng phải ngồi đáng tiếc vì mắc Covid-19 lại là thời điểm quý giá để cho Tuấn Hưng được ông Đinh Thế Nam lựa chọn và anh đã không phụ lòng người thầy của mình màn trình diễn xuất sắc của Tuấn Hưng trong trận bán kết với U3 Đông Timor và đặc biệt là pha cản phá penalty trực tiếp giúp cho đội nhà giành quyền vào chơi trận chung kết nhiều khả năng cũng sẽ là lý do để cho ông Park Hang-seo trao cho anh một cơ hội ở đội tuyển U3 Sinh. Ở chung kết, Tuấn Hưng nhiều lần cứu thua cho U3 Việt Nam giúp cho đội nhà giữ sạch lưới bảo vệ thành công thắng lợi. Cái tên thứ tư tiền vệ Nguyễn Trung Thành. Nếu tìm ra một trong những cái tên chơi hay nhất của u 3 Việt Nam ở giải này thì thật thiếu sót nếu không nhắc đến Nguyễn Trung Thành. Không sở hữu thể hình quá lý tưởng, nếu không muốn nói là thấp bé nhẹ cân, nhưng lối chơi thông minh và khéo léo của cầu thủ này đã thật sự là hiện tượng mạnh cho người mộ. Khả năng đã phạt và thực hiện những tình huống cố định cũng là thế mạnh của Trung Thành. Bằng chứng là anh đã có cho mình một siêu phẩm tuyệt đẹp vào lưới Uba Thái Lan trong màn chạm trán giữa hai đội ở vòng bảng, qua đó giúp cho Việt Nam đánh bại đối thủ này với tỷ số tối thiểu 1-0 và hiên ngang vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ở chung kết trung thành thi đấu sông sáo, phối hợp ăn ý giúp cho u 3 Việt Nam tạo thế trận tấn công tốt trước U23 Thái Lan. Và cái tên cuối cùng cần phải nhắc đến là trung vệ Trần Quang Thịnh. Quang Thịnh là cái tên còn khá mới mẻ với người mộ, song những ai thường xuyên xem các giải đấu trẻ như U19, U21 thì sẽ không quá bất ngờ với tài năng của trung vệ này. Cầu thủ trưởng thành từ lò tạo trẻ của Công an Nhân dân là cái tên duy nhất cho đến thời điểm này của U23 Việt Nam thi đấu trọn vẹn đầy đủ số trận từ đầu giải anh cũng chiếm chọn niềm tin tuyệt đối từ người thầy Đinh Thế Nam cho một vị trí nơi hàng phòng ngự của đội bóng. Không ít người dành nhiều lời khen ngợi có cánh và ví von quang thịnh với người đàn anh đình trọng bằng cách thi đấu điềm tĩnh, trưởng trạc, phán đoán tốt và đọc tình huống thông minh của mình. Ra sân gần 20 phút cuối trận chung kết do sức khỏe chưa tốt nhưng Quang Thịnh cho thấy sự chắc chắn, phòng ngự hiệu quả cùng U23 Việt Nam bảo vệ chiến thắng trước Thái Lan